Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Đưa tin gamer nhé. Lâu rồi mình không làm một cái video để giới thiệu anh em một cái chức năng gọi là ban chiến. Lúc trước mình có làm bên kênh của Tẩu đó, anh em có thể tham gia. Thì chức năng ban chiến này nó sẽ cho anh em một số đồ rất là thú vị trong shop vũ khí là chiến trường à. Hôm nay anh em có thể mua là những cái đồ rất là xịn, đặc biệt là cái cánh. Mình đang rất cố gắng mua cái cánh mà chẳng qua là nick mình thọt quá nên là mình mới mua mấy thứ khác, mình còn 1.500.000 thôi. Thì hiện tại á là mình sẽ tuyển một số anh em vào bang mình chơi để đánh cái chức năng gọi là ban chiến này, và mình cũng sẽ giải thích em về chức năng ban chiến này sẽ được những gì ha. Tại vì có nhiều anh em vẫn chưa hiểu rõ về nó, và cũng như là mình cũng đã bỏ 2 tuần để mình nghiên cứu về làm sao đánh để có lợi nhất để cho anh em nào mà chơi ban chiến á. Thì ban chiến nếu mà anh em lên hạng cao được thưởng nhiều thì nó sẽ có lợi ích khi mà anh em mua được nhiều đồ hơn và nó sẽ có tính đồng đội hơn ha. Thì hiện tại thế này, ban mình hiện tại là còn dư 4 slot nhưng mà không phải 4 slot đâu. Tại vì mình thấy có nhiều anh em vào đây chỉ để hít bot này nọ thôi nên là mình chắc mình sẽ thay đổi thôi. Mình sẽ bỏ bớt một số anh em nào đi ra, những anh em nào mà không thuộc dạng là hỗ trợ mà đánh bot, đánh ban chiến á, anh em nào mà xác định đánh ban chiến một tuần đánh 60 trận với mình á thì ok, bây giờ cứ gửi đơn vào đi. Mình cho phép anh em từ thống khổ X11 trở lên là mình được. Miễn là anh em nhiệt tình đánh ban chiến thì mình sẽ cho vô. Tại vì game này thực tế là ban chiến á thì anh em chỉ cần là đánh đủ 60 trận là anh em mình dễ có top lắm. Không nhất thiết là anh em phải đánh kiểu thắng ha. Nhưng mà mình thắng đơn giản thôi, hiện tại là mình đánh tuần này mình đánh thiếu 10 trận. Và mình xem để chiến thắng này, nhưng anh thấy là đây là những anh em rất là nhiệt tình, ví dụ như là CP này, Kusa này, Phong này. Ủa y sao xuống đây, là y chắc là nó chưa đánh anh em, nó chưa đánh á. Thì anh em thấy là những anh em này rất là nhiệt tình, còn những anh em này vô đánh một trận đánh đánh 9 trận như thế này thì nói chung là mình rất là buồn ha. Những anh em như thế này là chơi không có được lắm, ok chưa? Nên là yêu cầu những anh em nào mà xác định vào bang của mình đó thì mình kéo bot 10 cho ba, mình kéo bot 10 cho, với lại là đánh ban chiến đánh 60 trận là tuần sau thì anh em mình sẽ được thưởng, thì game nó sẽ có tính đoàn kết hơn ha. Nên là nhiều anh em kiểu vô chơi mà xin vô nhưng mà không có nhiệt tình thì thôi đừng có xin vô, mình không cho đâu ha. Rồi anh em nào mà muốn vô chơi mà cảm giác mình nhiệt tình mà theo đuổi theo được á thì ok, mình sẽ cho anh em vào chơi chung và sẽ nhiệt tình với anh em, hỗ trợ anh em về tất cả mọi thứ, và cũng theo vào Discord thì mình sẽ giúp đỡ lẫn nhau về cách chơi. Rồi rồi một số chức năng mà mình biết được về cái chiến trường, vào cái chiến trường chiến thắng này, đó chính là nếu mà anh em xếp đội hình nó tham chiến á, ví dụ như là lực chiến của anh em tầm 4,5 triệu, 4,1 triệu á, ở đây thì mình cho anh em xem nhé. Đây mình ưu tiên cho những anh em nào mà bên kênh mình trước, còn những anh em mà ở chỗ khác thì mình sẽ chưa tính đâu. Cầm 2 ngày nữa là sẽ bắt đầu sẽ có một cái đợt ban chiến nữa, lúc đó anh em tha hồ mà xin vào ha. Sao mạng lắc như vậy, đang quay video mà mạng lắc như vậy. Đây thì thực chiến của mình là 4,1 triệu, mà nếu như anh em nè, có một cái lợi là khi mà anh em xét xét cái thực chiến cao nhất có thể đối với đội hình của những người anh em trong bang anh em á, thì anh em đánh này sẽ được thưởng nhiều hơn, thay vì bây giờ mình ở đây mình hạ thấp xuống thì mình có thể thắng được nhiều hơn nhưng mà điểm thực cộng không nhiều bằng mấy bạn kia nhé. Bây giờ mình thử đánh cái bạn 3,2 triệu này, con có thắng được không? Trong game này nó tính khá là ảo, đôi khi anh em thua những cái thằng 3,2 triệu thôi, để thêm có thắng được thằng này không? Nên em thấy 3,2 triệu mà mình đánh thua luôn này, anh em thấy không? Đó ảo chưa? Em mà chưa chắc nha, cố lên nào. Sao 3,2 triệu mà mạnh dữ vậy? 3,2 triệu lực chiến là anh em mà mình đánh không lại luôn, game ảo không? Nhưng mà mình rút kinh nghiệm rồi là cái trận sau á, anh em cứ đánh với lại mấy cái thằng nào mà cao đi 5-6 triệu gì đó, anh em cứ đánh mấy thằng đó. Anh em nhìn đây nha, tăng 225 điểm đúng không? Mình thắng nó thì mình đặt cộng cũng ít thôi, nhưng mà bây giờ mình thử đánh với lại thằng cao nhất trong cái đám này, 255 đúng không? Bây giờ mình đánh nè, mình đánh với lại thằng 5,2 triệu đi ha, đánh 5,2 triệu đi, khả năng cao thua là thua đúng không? Đây đôi khi thì mình thắng thằng 5 triệu mình thua 3 triệu ngộ lắm, còn không thì thông thường là mình sẽ thua luôn. Và đặc biệt đánh cái này á, thua vẫn được điểm anh em nhé, thua vẫn được tính. Đây mình đánh này, rồi mình thua nè, mà theo mình nó được cộng nhiều hơn. Ủa sao vẫn hai cho 24 vậy? Chắc nó chỉ xét theo cái lực chiến của bản thân anh em thôi, anh em hiểu không? Đó thì lần sau anh em cứ cứ xác định là làm sao đưa cho AP của anh em lớn lên nhất có thể nha, đừng có cho nó là như thế này nha. Ủa trong đây có một thanh niên để cái gánh nặng nè, nó hạ cái tim xuống nè. Ok rồi, còn hiện tại là bang mình đánh bốc 10 với lại là giao lưu các kiểu nên anh em thích thì anh em vào nhé. Rồi hẹn gặp lại anh em cho các video sau nhé. Mình sẽ tuyển dụng trong thời gian này, hôm nay anh em chưa có bang thì cũng sẽ vô được, nhưng mà nhớ nha, không tham gia bốc chiến là mình cũng kích thôi, ok chưa? Rồi hẹn gặp lại anh em cho các video sau nha.